Ok, hello anh em, quay trở lại với channel của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ tiếp tục mang đến cho anh em về một cái thông tin mới anh em. Thì cái thông tin mà mình sắp mang đến cho anh em thì nó khá là thú vị. Ở đây thì anh em có thể ở trong cái sự kiện mới này thì anh em có thể nhận được cái bản vẽ này cũng như là những cái bộ trang phục mới anh em. Thì mình thấy là cũng khá dễ dàng, anh em chỉ cần đăng nhập vào game thì anh em sẽ được nhận miễn phí cái bản đồ thiết kế này. Nói chung thì khá là nhiều cái vật phẩm nha anh em. Rồi ok, thì anh em nào mà đang xem cái video của mình, nếu mà thấy hay cho mình là subscribe đăng ký kênh cũng như like và share cái video này của mình để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video hơn nha anh em. Rồi ok, anh em đừng quên là nhớ là đăng ký kênh cũng như là nhấn chuông đấy để cập nhật những cái video mới nhất của mình nha. Rồi ok, thì hiện tại mình sẽ nhảy xuống ở cái khu vực trên thị trấn một xíu nha anh em. Đấy, thì nói chung thì ở cái thị trấn này, ở cái sự kiện này thì mình cũng đã có xem qua rồi, thì mình thấy là khá là ổn. Thì với cái sự kiện này thì anh em nhận được khá là nhiều đồ về quay súng, về quay kim cương các kiểu khá là nhiều đấy mà. Rồi, ok, thì không dài dòng luyên thuyên nữa thì bây giờ mình sẽ vào cái vấn đề chính luôn nha anh em. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem qua về một số cái hiện ảnh về cái sự kiện này. Rồi, ok, tai nghe không bằng mắt thấy nè mà. Rồi thì như trên màn hình anh em có thể thấy thì đây là cái sự kiện mới anh em. Thì ở trong cái sự kiện này thì anh em có thể nhận được những cái vật phẩm trên đấy. Ở đây thì anh em sẽ nhận được vé quay kim cương này đấy, ba cái vé quay kim cương cũng như là cái bản thiết kế này đấy, cái bản thiết kế book PC code. Thì với cái bản này thì anh em có thể đổi kết hợp với cái đài chế tác, anh em đổi cái bộ trang phục ma búp bê cũng như là những cái bộ trang phục công chúa dưới cót ở trong cái shop đã mang tới cho anh em. Nói chung thì ta mình thấy là mình thấy khá là ok, bởi vì ở đây anh em chỉ cần đăng nhập vào thì ngay thứ nhất anh em sẽ nhận được ba cái vé quay kim cương cũng như là một cái đại diện này đấy, khá đẹp đúng không đấy. Ngày thứ hai thì anh em sẽ nhận được một cái bản thiết kế này, ngày thứ ba thì anh em sẽ nhận được một cái huy hiệu đấy, một cái huy hiệu Free Fire. Đây là một, nhớ không nhầm thì đây là một cái huy hiệu World Cup Free Fire. Thì với cái huy hiệu này thì anh em có thể đổi ra được thêm những cái phần quà nữa nha anh em. Anh em lưu ý cho mình này, ở đây thì ở trên này thì anh em có thấy này, anh em sẽ đổi ra được 10 cái vé quay kim cương cũng như là 15 cái vé quay súng cũng như là 10 cái vé quay đài chế tác nha anh em. Đấy, ngoài ra anh em có thể đổi được những cái biểu tượng của mặt nạ này cũng như là những cái hòm đấy, để anh em đổi thêm được nhiều quá nữa, cũng như là cái khẩu skin, cái anh em đổi ra thì nó sẽ có những cái sự kiện nó sau nữa khá là nhiều đấy. Ở cái phần thưởng cuối cùng anh em đổi cái huy hiệu World Cup này thì anh em sẽ nhận được một cái hòm. Với cái hòm này thì anh em mở ra thì nó sẽ cho anh em nhận một cái skin súng mới anh em ạ, đấy skin X18 anh em. Thì theo mình thấy cũng khá là ok, bởi vì trong cái sự kiện này mình thấy toàn free cho nên thì mình rất là thích luôn, vì nó free nhưng mà nó chất lượng đấy mà. Đấy, mình thấy cái sự kiện này thì trông cũng khá là ổn. Nói chung thì theo mình đánh giá thì những cái sự kiện của Kana Free Fire đấy thì càng ngày ra thì càng chất lượng hơn cũng như là nó sẽ dễ dàng hơn đấy. Nói chung thì theo mình thấy là như vậy, không biết là anh em thấy như thế nào. Thì hiện tại thì mình cũng có thấy là ở server Brazil cũng như là server Hoa Kỳ thì cũng đã có rồi nha anh em. Đấy, đây thì mình sẽ cho anh em xem ở server Hoa Kỳ này. Ok, thì anh em có thể xem ở đây thì nó cũng khá là giống này. Ở đây thì anh em cũng có thể nhận được ít 3 cái vé quay cũng như là cái đại diện thì nó cũng khá là giống ở bên server ở Brazil. Nói chung thì theo mình thấy là trông cũng khá là ok này mà. Đấy, cực kỳ hay luôn. Không biết là hiện tại thì mình không biết là ở server ở Việt Nam thì lúc nào ra, nhưng mà mình nghĩ là chắc chắn thì cũng sẽ ra sớm thôi đấy mà. Đấy, bởi vì những cái sự kiện này thì nó sẽ ra luôn phiên nhau đấy, bởi vì cái sự kiện này nó cũng khá là hay ấy. Mình mong là nó sẽ ra ở server Việt Nam đấy. Còn cái thông công việc của mình sẽ là cái cập nhật sớm nhất cho anh em những cái sự kiện mới cũng như là những cái chi tiết mới của cái tựa game Gunner Free Fire này để cho anh em tham khảo, cũng như là để cho anh em có thể lường trước được thì sẽ ra cả những cái sự kiện gì để anh em có thể chuẩn bị trước nha anh em. Thôi, nhìn tôi thì cũng thấy khá là phê rồi, về quay kim cương, về quay súng đấy, về quay đài chế tác khá là nhiều. Cho nên thì mình nghĩ là chắc chắn nếu cái sự kiện này ra thì mình nghĩ là không thể nào bỏ qua được đâu mà, bởi vì nó khá là rất là hot luôn, cực kỳ hot đấy mà. Đấy, khá là nhiều đồ cũng như là cái bạn thiết kế này thì mình có thể đổi được cái nhân vật cũng như là những cái bộ đồ ở trong cái shop đá ma thuật. Thì hầu như trong shop đá ma thuật thì mình thấy là mấy cái bộ đồ nào cũng đẹp đấy mà. Đấy, khá là hay đúng không?
Ok, thì đấy là cái sự kiện đầu tiên mà mình muốn giới thiệu cho anh em nha anh em. Thì ở cái sự kiện tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho anh em thì cũng khá là ổn, khá là hay anh em ạ. Đấy, thì với cái sự kiện thứ hai này, anh em cũng có thể nhận được khá là nhiều quà nha anh em. Đấy. Thì như anh em có thể xem trên màn hình, mình sẽ cho anh em xem một cái hình này. Thì ở đây thì anh em sẽ nhận được cái anh em đặt top nha anh em. Anh em đặt top 3 một lần thì anh em sẽ nhận được một cái huy hiệu đấy, cái huy hiệu Pro đấy. Nói chung thì cái huy hiệu Free Fire đấy. Nói chung thì với cái huy hiệu này thì anh em có thể đổi được cái vòng quay đại chế tác với kim cương để về quay súng, một cái huy mặt nạ với là một cái hòm anh em mở ra được cái khẩu M18 nha em. Đấy, với cái mình thấy là ở cái sự kiện này thì khá là hay ấy, vì em nhận được khá là nhiều quà, kỳ nhiều luôn, 10 cái về quay đại chế tác thì mình thấy là rất là nhiều này. Đấy, cũng như 10 cái về quay kim cương, đấy, 15 cái về quay súng. Thì mình thấy là cái sự kiện này thì nó khá là hay, bởi vì anh em chỉ cần vào game, anh em đặt top 3. Đấy, anh em chỉ cần đặt top 3 một lần thôi thì anh em sẽ nhận được những cái vật phẩm trên như này. Đấy, cực kỳ hay luôn. Theo mình thấy thì nếu mà cái sự kiện này ra mắt thì ở giờ Việt Nam thì mình nghĩ là nó sẽ cực kỳ hay, bởi vì nó sẽ giúp anh em rất là nhiều, bởi vì đây là những cái sự kiện free mà mình thấy cực kỳ chất lượng luôn, vì anh em sẽ được nhận khá là nhiều các phần quà, cũng như là nó sẽ kiểu như nó đây là một cái nói chung thì theo mình thấy thì đây là một sự kiện mà nó sẽ gọi là khá là lớn đấy. Nói chung thì những cái sự kiện Free Fire thì càng ngày thì càng chất lượng hơn, nói chung là như vậy. Vì theo mình thấy là như vậy, bởi vì mình thường thường tham khảo theo những cái sự kiện từ trước đến nay thì theo mình thấy thì nó sẽ những cái sự kiện thì nó sẽ dần dần chất lượng hơn nha em. Đấy. Ok. Thì đấy là tất cả những cái thông tin mà mình muốn giới thiệu cho em về hai cái sự kiện mới nha em. Thì cái sự kiện đầu tiên thì em sẽ nhận được một cái bản vẽ này, một cái bản thiết kế để em có thể đổi được cái trang phục búp bê Scott cũng như là cái bộ trang phục ma búp bê như này. Đấy, cái sự kiện thứ hai thì em nhận được cái huy hiệu và em sẽ đổi được những cái về quay súng, về quay kim cương, về quay đại chế tác cũng như là một cái hộp súng như này. Rồi ok, thì anh em nào thấy cái video của mình hay thì cho mình subscribe, đăng ký kênh cũng như like mình sẽ cài video của mình để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video tiếp theo như này. Rồi ok, thì bây giờ có lẽ mình sẽ chạy ở phía trên đây. Đấy, hầu như là mình thấy những cái sự kiện thì càng ngày thì nó càng ok hơn rất là nhiều đấy, vì anh em Free Fire luôn luôn mang đi luôn luôn muốn mang đi cho em những cái trải nghiệm game tốt nhất, cũng như là muốn cho em làm những cái sự kiện mà nó chất lượng hơn, cho nên thì mình thấy là tự game anh em Free Fire này thì cũng khá đáng chơi đấy mà. Đấy, nói chung thì cũng không make cân bằng game cho lắm, bởi vì thường thường make cân bằng game thì nếu anh em nào mà nạp hoặc là không nạp thì nó sẽ mất ở cái kiểu skin súng đấy, cũng như là những cái nhân vật. Thì những cái nhân vật thì nó cũng cũng như là bữa thì nó cũng có được tặng trong cái sự kiện đó, hoặc là vàng, cho nên thì mình cũng không sao. Còn skin súng thì nó khá là mất cân bằng, vì nếu mà anh em không nạp thì đương nhiên là anh em sẽ quỳ quỳ, vì em nghĩ sao súng của ta thì tăng sát thương, còn của em thì bắn súng thương không tăng sát thương cái kiểu thì không tăng cái tốc độ bắn đạn các kiểu, thì mình nghĩ là chắc chắn thì em sẽ bị thiệt thôi. Đấy, đấy là cái điều phải chấp nhận em à. Nói chung thì có chơi là phải có chịu em à. Nói chung thì theo mình thấy thì anh em nào mà biết lên tầm các kiểu thì cũng không cần skin xuống nhiều làm gì đúng không? Đấy, đấy mình biết lên tầm mà, cho nên thì cũng không cần skin xuống cho nhiều đâu. Đấy, còn nếu mà anh em nào mà kiểu như có skin các kiểu nhưng mà bắn bình thường thì mình thấy là cũng cân bằng thôi. Đấy, bên này biết lê tâm bắn không có skin các kiểu, còn bên này thì không biết lê tâm thì có skin. Hay nếu mà anh em nào biết lê tâm mà dùng skin nữa thì mình thấy là mát mát phê luôn, bởi vì nó sẽ tăng cả tốc độ bắn này cũng như là lượng sát thương, cho nên thì nó khá là khó để mà có thể cân bằng được cái tựa game này. Bên kia có xe em ơi, bên kia có xe cũng như là có thính nữa, có lẽ mình sẽ chạy lên trên này xem sao nha em. Ok, có lẽ bây giờ mình sẽ lên trên này xem sao, mình sẽ loot ít đồ luôn. Rồi ok, ở đây thì đồ cũng khá là nhiều, hình như là ở đây thì có người nhà rồi, bởi vì hiện tại bo nó tu vào sát ít rồi kìa. Bo này mình nhớ nhầm là bo thứ hai thứ ba gì đấy.
Rồi ok, thì cảm ơn em rất là nhiều vì xem cái video này của mình. Đấy, anh em nào thấy hay cho mình để subscribe đăng ký kênh, cũng như like và share cái video này của mình để mình có thêm nhiều động lực hơn để ra những cái video tiếp theo nha em. Rồi ok, bye bye anh em và gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo của mình nha.